giỏi quá. Mẹ đây rồi. Thank you.
Dạ nhá. Ừ. Sao thế? Ăn tin nhá. Nhá. Ừ, ăn tin nào. Ây dô, anh cò lại bò lên đấy nha. Ừ. À. Ờ, thế con ti đi nè. Con ình đây nè, ình đây. Ình. Ình là ình này. Ờ ình. Ình. Ờ em ơi, nằm đây nha. Ờ anh còn đứng chơi em nè. À, con mic kìa. Mẹ cậu con mic không chịu nhá. Mic 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 mic. Mic 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 mic. Nápala. Lac. Cho em đi nào, đưa mẹ nào.
Xin nha, lắc 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 lắc. Lắp cái này vào đấy nha. Đúng rồi, lắp cái này vào để cầm nha. Yên này ơi. Ai cho nó nguội đó con ơi. Con ngồi xuống nè. Mẹ cho con ăn cho con. Ình đây nè con, ình đây nè. Ình đây. Ình nè. Ình. Sao bụng nha, sao bụng ngon nha. Nào con cấm này này, đấy con ình đi nha. Ôi trời ơi. Ình ăn. Ình ăn. Con cơ đổ rồi. Ngon quá, đây còn anh cò Ình An đấy nha. Ừ. Ình An đấy. Ừ. Ding 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 ding
À ơi, chiu 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 chiu. Nè, xoa lưng nha. Ình ơi, ình cẩn thận, con ình sang bên này. Ui dồi ôi, mình ngã con. Ui. Quạt mát quá. Ui. Ình ơi. Ú à. Ui ngã. Ình đây nè, ình đây nè. Ình. Giỏi quá. Con phải ngửa nó lên nè, ngửa lên nếu mới uống được.
Thank you.
xuống nha. Ờ xuống nè. Xuống em nằm em chơi nha. Rồi à. Ôi. Hãy đi xuống nha. Hãy subscribe cho kênh Ngoan để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi rồi. Để cho một chút. Thank you.
Hai gói.
lên từ lầu, hết từ lầu 6. Thế cả lên nhà một lần. Ai mà biết được. Thank you.
chị mua làm gì? Cháu mua về trong cái bóc ra thôi. Ê, cái bán bà bán không? Chuột nó cũng ăn thì cũng gặm này. Tôi phải cứ bán cho chị thì bán thôi. Thì cháu xuống các mẹ nhá. Vâng. Bà ơi, xuống đường nào thế bà? Đi xuống đằng kia. Hả? Về cho bác ạ. Vâng, được. Cháu đi lấy con dao cháu chặt như bà nhé. Đây đây đây, cho con thương cho ưu tiên cho cái này. Dạ, cháu có dao đây mà bác. À, kia. Vâng, cháu có dao. Mang gùi đây. Đây bà ơi. Vâng. Một mình bà lấy thôi ạ? Vâng, con mỗi mình tôi đi. Dạ, gì lạ. Một mình mà bà dùng nhiều thế. Chỗ này có hơn xào. Chưa được thay xào. Lấy bóc nguyên to đấy hả? Bà bóc to thôi gì? Vâng, bà cho cháu bóc to tí nữa. Vâng, tí. Phải bóc to đấy. Vâng. Về thì mẹ cho ngả để ăn. Chắc kéo nhiều chứ. Nó ngả khổ quá, khổ. Rồi. Nó có thế đấy bạn, ngủ nó cứ ngửa cái cổ. Này mà chuột ăn thì khí quá bà nhỉ? Ừ. Mà cũng gà rồi, chăn nuôi được rồi. Cho gà ăn tốt rồi. Cho về trong cho gà cho ăn. Nó ăn hết. Mai kia cháu cũng phải rồng, năm nay đợt này cháu không rồng được cái cây này. Ừ. Cũng nhiều hạt hết bà nhỉ? Bà nhỉ? Ừ, ừ, ừ. Cũng nhiều hạt lẫy mà. Cũng vút đầu đấy. Sắp được rồi bà, sắp đầy rồi đấy. Chưa? Thêm vài bắp nữa thôi bà, không cháu không cắn được đâu. Ừ. Cháu còn cắn hai đứa cơ. Ừ. Bà ơi, được rồi đấy bà. Ừ. Đây rồi chưa? Bà. Đủ chưa? Được rồi, không cháu lại không cắn được. Ừ. Hai đứa được cắn vất. Bà đỡ cho cháu đỡ ăn nhà. Thôi bà đón cho cháu đứa đằng trước này ạ. Bà đi ra cháu lúc đi. Khổ quá, mẹ người ta như thế này. Ồ, cái cháu đẻ gầy thế cháu. Cháu thì cái bé này đằng sau là con của cháu, còn đấy là con phải nhận được đấy bà. À, thế à?
có nhận được hoa bên được. Không nuôi thì gửi cho ai cho nuôi đỡ cho một đứa thì nó khổ khỏi khổ nó. Nhưng mà ở với cháu từ bé rồi bây giờ cháu coi nó như là con của cháu ấy mà nên là cháu không thương lắm. Thì thế cũng được. Cháu cũng thấy được. Có phúc thì khác có phần. Dạ vâng. Nuôi con nó dễ dàng nha. Được cái là đúng công nhận là thì trò phù hộ bạc lại không ốm đau gì hết. Trời ơi, các con đứng tạm đây nhé. Của chân tôi. Con đứng lại. Ai, ngồi hên chế. Anh quá, anh quá. Mà đỡ xong thì lớn nhé. Bé cháu. Về nhà bà nhá, con về nhà bà không? Về bà nuôi không? Ừ. Từ nhà bà là mẹ nuôi không? Từ nhà bà là mẹ cháu nhớ mẹ cháu khóc đấy. Mẹ nhớ mẹ quay về thì bà phải gả thôi. Nào.
Con cơ đi để đặt em. Ôi, dậy hết rồi. Bé nhà lại dậy, ở bên nhà ngủ cho mát mát thì con ngủ, bé nhà lại dậy con. Hết mồ hôi rồi. Hết mồ hôi rồi. Anh có ứng lên mẹ quạt mà, quạt nhá. Mát chưa? Đi mẹ quạt nhá, đừng trêu em. Mát quá, mát quá. Này, làm cái quạt được quạt nhá. Nào, đấy, mát quá rồi. Các con đừng thò tay vào mồm em nhá. Nào. Được rồi nhá. Em làm đây nhá.